Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trọng tài đã tối qua bắt đầu hiệp đấu giữa hai đội FC Real Tobama gặp FC Gia Bì Việt. Như chúng ta quan sát trên màn hình, FC Real Tobama với đồng phục áo đỏ sọc trắng bảo vệ cầu môn bên phía tay trái và FC Gia Bì Việt đồng phục đỏ toàn thân. Đây, mọi người cùng cổ vũ cho Real Tobama. Bóng đang trong chân của Đình Kính. Quý Dương chuyển bóng về cho Minh Phương. Đình Tùng. Vâng, Đình Tùng là mẫu tiền đạo chạy cánh trong trận gặp FC. Trong trận gặp vừa rồi, Đình Tùng đã ghi hai bàn thắng liên tiếp. Subin dành cho Real Tobama. Vâng, mới vào trận thôi, hai đội đã tỏ ra đã rất nhiệt tình. Liên tục là những màn đội bóng chuyền từ xa ép thẳng vào phía cầu gôn của đối thủ. FC Gia Bì Việt được hưởng một quả sút phạt. À, xin lỗi là sút biên. Ở trận đấu vừa rồi, thủ môn Duy Hoàng luôn tỏ ra rất tự tin, liệu trong trận đấu lần này anh sẽ lập chiến công như thế nào đây? Có thể hiện tốt xuất sắc phong độ. Bóng đang dần dần các cầu thủ Gia Bì Việt chuyển bóng về. Sút xa Hiroto. Vâng, một lời cảnh báo của ngoại binh Hiroto. Real Tobama được hưởng một quả phạt góc. Có lẽ người thực hiện sút phạt lần này là Quý Dương. Một cầu thủ sở hữu chiều cao không lý tưởng với vóc dáng nhỏ con mà phong cách của lương dị. Quý Dương đã bóng vào. Tuấn Anh một pha lao lên cỡ lòng của Tuấn Anh đấy nhưng quá nhẹ không hề móc. Nếu Tuấn Anh tung ra một cú sút mạnh thì tôi nghĩ Real Tobama đã có một bàn thắng. Quý Dương là người thực hiện spin. Đổ bóng vào Hiroto. Với sở hữu chiều cao nên cú đánh đầu bay cao vừa rồi là không có gì ngạc nhiên. Vâng, đối diện quý vị là khán đài rất nhiều bóng hồng và cổ động viên đang cổ vũ cho Real Tobama. Trọng tài đã thổi còi bóng chạm tay một cầu thủ bên FC Gia Bì Việt. Minh Phương là người thực hiện sút phạt. Minh Phương đưa bóng vào đâu. Tuấn Anh đã có một va chạm, cầu thủ bên đội bạn đã bị đau. Hoàn toàn không có lỗi. Một pha ngã khá đẹp mắt, thế nhưng trọng tài không thổi còi. Phạt góc dành cho Subin dành cho Real Tobama. Bóng trong chân của Tuấn Anh. Qua người rất tốt, không được. Tuấn Anh. Minh Phương. Quý Dương. Vẫn là Quý Dương. Tạt bóng cho Đình Tùng. Sút nào Tùng ơi. Một pha không chế bóng và với cú sút uy lực qua đó Đình Tùng, một
là một đối thủ nặng ký để tranh tài vua phá lưới trong giải đấu lần này. Yeah, amazing, good job. Hết bóng rồi. Sút biên dành cho FC Gia Vị Việt. Thêm một quả phạt góc. Bóng đã chạm tay của thủ môn Duy Hòa. Đình Thông không được rồi. Tuvama trong cục diện bảng này được đánh giá là một đội bóng khá mạnh, sở hữu rất nhiều cầu thủ với kỹ thuật tốt, thế lực dồi dào. Trọng tài đã nhắc nhở bóng vạch ngoài. Chuyền bóng cho Hiroto. Ta nên hạn chế những chấn thương, những lỗi va chạm mạnh. Theo quy chế của giải đấu lần này, tất cả các thẻ vàng và đỏ đều sẽ bị phạt tiền. Quan trọng hơn nữa là các cầu thủ cần phải giữ cho mình một thể lực tốt, giữ sức khỏe để chúng ta phải đi càng sâu càng tốt. Và cúp lần này là khá nặng nên càng khỏe nặng càng cao, giờ lên càng cao. Còn một thủ môn với phong cách thích đội mũ bắt bóng. Tùng ơi. Quý Dương. Đình Kính. Không được. Thả lấy bóng rất tốt của Quý Dương. Đình Tùng. Chuyển bóng sang cho Quý Dương. Đổ vào. Không được. Minh Phương. Đình Kính. Quý Dương. À, băng lên kịp thời, cản bóng ra ngoài bằng đầu của Duy Hoàng. Duy Hoàng là một cầu thủ đã từng thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội FC nên anh luôn tỏ ra rất tự tin trong những giải đấu bán chuyên nghiệp lần này. Đội bạn sút xa. Quý Dương. Hiroto. Hiroto đã có bóng. Sút vào Hiroto. Sau một pha bỏ lỡ cơ hội bên cung thành của Real Madrid mà đội bạn đã để bóng vào chân của Quý Dương và pha chuyền của Quý Dương dành cho Hiroto là rất hợp lý. Với thể lực dồi dào, sự cút tốc cực nhanh, Hiroto luôn tận dụng tốt những tình huống như vừa rồi. Hiroto bắn lên nào, Hiroto. Nỗ lực khống chế đội bạn để kiếm một quả sút biên. Đình Tùng là người thực hiện sút biên. Đình Tùng đã bóng vào đâu? Tuấn Anh đâu? Không được.
Phạt góc dành cho Real Tobama. Đưa bóng vào. Thêm một pha sút biên dành cho Real Tobama. Hiroto. Sút bóng. Không được. Đúng rồi, bóng chuyền bóng từ xa. Rất tốt. Không có gì là nguy hiểm cả. Quý Dương đã đón được bóng. Chuyền bóng cho Đình Kinh. Đội bạn đang rất nỗ lực để tìm kiếm một bàn gỡ. Tiếp tục là những pha áp sát cùng cho đội bạn chính khai rộng đội hình để tìm kiếm một cơ hội nhất định. Đội bạn vẫn luôn tỏ ra rất nỗ lực. Đình Kính đưa bóng lên. Bóng trong chân các cầu thủ ra bị việt. Sút pin dành cho Gia Vị Việt. Rất may cầu thủ đội bạn không thể tận dụng tốt được tình hình vừa rồi. Xin lỗi là tình huống vừa rồi. Tính không? Bin dành cho Real Tobama. Quý Dương xuất phát. Không có lỗi đấy người. Đây sẽ là một cơ hội. Đình Tông. Quý Dương. Bóng đã ra ngoài đường pin. Thêm một sút pin cho Real Tobama. Đình Kính. Quý Dương. Không được. Bình Phương. Tình huống nguy. Một pha bắt bóng bằng chân rất tốt của Duy Hoàng. Liên tục là những bàn cổ vũ động viên của các cầu thủ của cổ động viên Real Madrid. Quả bóng dành cho FC Gia Bi Việt. Vâng, không có gì là nguy hiểm cả. Chỉ Hoàng ném bóng lên. Bóng đã đi hết vạch biệt. Minh Phương. Đình Kính. Tạt bóng sang cho Đình Tùng. Anh em nhà Hòa Đình. Phương. Hiroto. Một pha sút bóng nhả hứng của Hiroto. Minh Phương. Pha đánh đầu cản phá vừa rồi là của Minh Phương. Pha đánh chặn của Minh Phương. Vâng, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu thứ nhất giữa hai đội Real Madrid gặp FC Gia Vị Việt. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về các cầu thủ Real Madrid. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu thứ hai giữa hai đội Real Madrid gặp FC Gia Vị Việt. Ở trong trận đấu thứ nhất, Real Madrid của chúng ta đang dẫn đầu với tỷ số là 2-0. Lần này Real Tobama bảo vệ cầu gôn bên phía tay phải màn hình. Vào gần thứ hai. Sút pin dành cho các cầu thủ FC Gia Vị Việt.
Đình Kính, Quý Dương. Không được. Đình Kính. Bóng vẫn đầu trận của Đình Kính. Minh Phương. Quý Dương. Đội bóng về cho Duy Hoàng. Không có lỗi. Đình Đông. Quý Dương. Bóng vẫn đầu trận của Quý Dương. Và người rất tốt của Quý Dương. Chúa đạo. Rất thiêng. Một pha vừa lỗi của Tuấn Anh. Bóng đặt đúng chân vào tầm ngắm. Thế nhưng Tuấn Anh lại lựa chọn sút ra ngoài gôn. Thay cho là sút vào gôn. Các cầu thủ Gia Bị Việt đang có bóng. Pha đồ pha cản phá bóng vừa rồi của Duy Hoàng. Một nỗ lực rất tốt của Duy Hoàng. Phạt góc dành cho Gia Bị Việt. Một pha bắn chim của cầu thủ bên đội bạn. Duy Hoàng ném bóng lên. Hiroto. Không được. Phạt góc dành cho Real Topama. Đình Kính là người thực hiện sút phạt. Cầu thủ bên đội bạn đã bắt được ý đồ. Đội bạn tấn công. Không có gì là nguy hiểm cả. Rất. Đình Kính là người thực hiện sút phạt. Cầu thủ bên đội bạn đã bắt được ý đồ. Đội bạn tấn công. Không có gì là nguy hiểm cả. Rất tiếc. Sau pha cản phá, nỗ lực cản phá lần thứ nhất thì bóng vẫn trong sân và các cầu thủ Gia Bị Việt đã bắt được một quả. Vâng, liên tục là những lời cổ vũ động viên hết sức nhiệt tình của các bóng hồng. Cố lắm rồi, cố rồi, đang cố. Đình Kinh. Quý Dương. Vẫn là Quý Dương. Không được rồi. Minh Phương. Quý Dương. Tuấn Anh. Một pha vẫy quá quý ăn. Đình Trung nào Trung ơi. Không được rồi. Đình Trung nỗ lực không chế bóng để đưa về phía chân Thuần. Tung ra một cú sút. Thế nhưng cầu thủ đội bạn đã bắt bài. Bóng được chân các cầu thủ Gia Bị Việt. Minh Phương. Rồi. Anh nghe. Đình Đông, Đình Đông. Không được. Đình Kính. Không đã đi ra ngoài bên biên. Tuấn Anh. Không được. Đang thiếu đúng rồi. Sự bình dành cho FC Gia Bị Việt. Vào đây, vào đây.
Chậm tài này bắt thiên vị cho bệnh. Bắt mấy quả chậm tay nhanh nhỉ. Đừng luôn đây em. Đình Tùng. Cầu thủ đội bạn đã bị đau. Minh Phương. Quay về khác đi. Thay người bên FC Real Toma, Đình Tùng là người ra sân, thay vào đó là Văn Hiền. Có lẽ thế lực Đình Tùng đã bị xuống. Quý Dương. Nỗ lực giữ bóng rất tốt của Quý Dương. Tôi đang định Minh Phương. Văn Hiền. Đó là Văn Hiền. Hiroto. Bóng trong chân của Hiroto. Không được. Bắt luôn. Văn Hiền là người đang lao lên áp sát. Quý Dương. Không được rồi. Spin dành cho Real Tomama. Không có gì nguy hiểm cả. Pha sút bóng rất tốt của Duy Hoàng. Vâng, cục diện trận đấu đang rất là gay cấn. Được bóng vào. Văn Hiền. Bóng vẫn trong chân của Văn Hiền. Đình Kinh. Không được. Một lỗi tì người của cầu thủ bên Gia Vị Việt. Chậm nào, chậm nào. Hiroto. Tuấn Anh. Không có gì nguy hiểm cả. Tình huống vừa rồi, hệ thống máy quay của chúng tôi đã gặp lỗi trục trặc. Văn Hiền. Bóng vẫn đang trong sân. Quý Dương. Đã có một lỗi cao chân của cầu thủ bên Gia Vị Việt. Quý Dương là người thực hiện xuất phát. Đình Kinh. Một quỹ đạo bóng bay hú vía của Đình Kinh. Minh Phương. Chào
Hoàng Hồ Đình Kính. Hiroto. Đã có lỗi đẩy người. Cánh bên dưới, cánh bên kìa. Cánh bên kìa. Anh trái. Xuất phạt dành cho Gia Vi Việt. Bóng đã chạm đầu của Tuấn Anh. Lấy bóng em ơi. Đình Kinh. Lên được. Minh Phương. Văn Hiền. Không được. Đình Kinh. Hoàn hồ Đình Kinh một nỗ lực khép bóng rất tốt. Quý Dương sút pin. Không được. Bóng nó trong sân đội bạn. Nhìn này không hiểu đâu. Không biết. Đầu là nãy nó rơi mấy. Quý Dương. Vẫn là Quý Dương. Hiroto. Các cầu thủ Tomama được hưởng một quả sút phạt. Còn này sút phạt. Quý Dương. Bóng vẫn trong sân. Thưa anh ơi. Đình Kinh. Chuyền bóng cho Quý Dương. Đi đâu tao. Rất tiếc. Đi tay nhớ. Mình kìa không bắt nhiều được mình á. Anh có ai cần nước không? Bóng ơi. Cảm đi. Cái gì đội nghiệp thế nào? Đình Kính là người thực hiện xuất phạm. Quý Dương. Một tình huống nguy hiểm. Vâng, không có gì là nguy hiểm cả. Đình Kính. Các cổ động viên ra tôi mà ba đâu nhá. Đình Kính là người thực hiện sút pin. Hiroto. Bóng vẫn trong chân của Hiroto. Pha phối hợp dành cho Quý Dương đấy nhưng bóng không thể đến được đúng địa chỉ. Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa đội Real Tomama gặp FC David. Tỷ số là 2-1 nghiêng về các cầu thủ Real Tomama sau hai trận
Real Tomama đang có 6 điểm và dẫn đầu bảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Từ giờ khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Ta đang tăng tảng.